Hello, tôi Nguyễn xin chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay lại với kênh Nhà đất Tuấn Nguyễn. Buổi sáng hôm nay Tuấn Nguyễn về thành phố Di An. Khu vực Tuấn Nguyễn đang đứng đây là trung tâm thành phố Di An quý vị nhé. Khu hành chính Di An. Khu nhà ở cao cấp. Chuyên biệt thự. Nhà này thì Tuấn Nguyễn cũng xin thưa với quý vị, chưa có ở trên thị trường quý vị nhá. Cho nên hôm nay Tuấn Nguyễn sẽ quay ở bên trong rồi, không quay bên ngoài. Một căn biệt thự rất là đẹp. Đấy. Căn biệt thự chúng ta là hướng Tây Bắc. Căn biệt thự của chúng ta hướng Tây Bắc quý vị nhá. Tân cổ điển, 2 lầu 1 trệt. Diện tích ngang 10, sâu 20, full thổ cư luôn. Chúng ta có 4 phòng ngủ, 1 phòng thờ, 2 phòng sinh hoạt chung, 5 nhà vệ sinh, sân phơi trước sau, có hồ cá koi. Và đặc biệt là tặng full nội thất cho quý vị luôn nhá. Tặng full nội thất luôn. Đấy. Chút xíu nữa Tuấn Nguyễn sẽ báo giá ở cuối video cho quý vị. Đây là hồ cá koi này. Quý vị thấy hồ cá koi chuẩn chưa? Chạy dọc về mặt tiền phía bên hông quý vị này. Đây. Gia chủ để như thế này để chúng ta trổ cửa sổ trên xuống này. Phòng ốc mới lại phòng ngủ là chúng ta trổ cửa sổ ra hết, mát rượi luôn. Đây, Tuấn Nguyễn quay từ xa cho quý vị xem nhé. Sân xe hơi bên này, bên phải của chúng ta. Điện cảm ứng hết quý vị nhé. Trong này thì an ninh, cánh cổng này. Nhôm đúc xin mạ vàng hết quý vị nhé. Ngay trung tâm thành phố Di An, đấy, khu hành chính Di An, đây là toàn biệt phủ biệt thự không, đấy, sân xe hơi này chúng ta để xe 7 chỗ, xe bán tải thoải mái, bậc lên xuống chúng ta có 5 bậc, hai loại đá hoa cương đỏ đen, đây chúng ta có hai trụ bê tông cốt thác, đấy. Trên thì ban công lan can sắt đúc, xiên xư vuông, sơn màu vàng, trên chúng ta lập mái ngói quý vị nhé. Đây là những cánh cửa hai lớp gỗ gọ đỏ quý vị nhé, hai lớp luôn quý vị ạ. Ở ngoài là cánh cửa gỗ gọ đỏ nguyên khối, còn phía lớp bên trong là gỗ gọ đỏ lồng kiếng quý vị nhé. Đây, chiếu nghỉ này, gỗ gọ đỏ nguyên khối của chúng ta đây. Đây quý vị, thấy chất lượng nhờ. Và đây là một lớp lồng kiếng này. Chúng ta ở nhà thì chúng ta mở kiếng ra, chúng ta nhìn bên ngoài. Này, tân chỉ thạch cao, tân cổ điển dát vàng quý vị nhé. Wow, tất cả đồ nội thất ở đây toàn tân cổ điển xa xỉ hết quý vị nhé. Quý vị nhìn đèn pha lê dát vàng hết đó. Đồ nội thất ở trong gia đình chúng ta, phòng khách đây quý vị. Tuấn Nguyễn bật mí cho quý vị một lần thứ hai nhá, chủ nhà tặng hết full nội thất cho chúng ta đấy. Chủ nhà chỉ chuyển công tác cũng như là về quê, về Hà Nội quý vị nhá. Cho nên không tiện mang những cái đồ như thế này. Tặng full cho chúng ta luôn. Quý vị nhìn những rượu này. Đó. Chịu tiền mấy chục không đúng không ạ? Rất là đắt đỏ. Khu vực bàn tivi này. Đấy. Khu vực hồ cá koi này. Rượu này quý vị này. Đấy, rượu tiền tăm tiền tỷ luôn quý vị nhá. Đây. Đó. Cực kỳ giá trị luôn quý vị nhá. Đó. Trực tiếp đây này. Không có trực tiếp mà, để em quay video thôi. À dạ. Anh hiểu nhầm rồi. Ừ, có chứ. Rồi. Đây là phòng ăn, phòng bếp. Vâng, ok. Phòng ăn chúng ta bên phải.
Tân Chỉ, Thạch Cao. Phía sau chúng ta có một nhà vệ sinh, quý vị nhé. Điện cảm ứng hết nha. Nguyễn chỉ quay qua gửi cho cô thôi nha. Hôm nào cô về thì tôi Nguyễn sẽ đưa cô tận tới nơi để cho cô xem. Nhưng mà trước khi tới nơi thì cô cũng xem qua cái hình ảnh này để cho cô cảm nhận được là cái căn biệt thự của nhà anh chị nó khủng như thế nào. Khu vực cầu thang chúng ta lát gỗ gõ đỏ hết. Tay vịn quý vị này. Giá trị không? Tôi Nguyễn đi review nhà biệt thự rất nhiều nhưng mà thật sự là cũng chưa có những cái ngôi nhà biệt thự nào mà đẹp khủng khiếp như thế này. Ủa sao điện tắt hết rồi? Đây là lầu 1 quý vị nhá. Không gian sinh hoạt chung này. Phòng ngủ này. Đấy, cánh cổng gỗ gõ đỏ hết quý vị nhá. Nhà tắm này, bồn cầu xịn này, lavabo rửa mặt, gương soi, gạch lát phun, giường tân cổ điển, tủ gỗ gõ đỏ, máy lạnh, đó, cánh cửa ra ban công, tivi, toàn đồ xịn không, cô nhá. Đây là phòng ngủ số 2. Đấy, tôi Nguyễn quay qua thôi, cho cô biết thôi, đúng không ạ? Có nhà vệ sinh ở trong, tủ toàn gỗ gõ đỏ cao cấp hết. Đây là phòng ngủ số 3, có các cháu với đồ đạc cho nên chúng Nguyễn không quay. Ở bên ngoài này chúng ta có hoàn toàn bộ khô này, giếng trời này. Đấy. Lấy gió và ánh sáng đúng không ạ? Cho căn nhà nó thoáng mát, thơm tho. Bây giờ chúng ta lên lầu 2. Lầu 2 căn biệt thự này thì gia chủ làm khu vực tập gym. Đây. Khu vực tập gym của chúng ta có một cái tủ rất là giá trị. Đó. Bên này chúng ta có một phòng ngủ master rất là lớn. Đấy, giường tất cả bằng gỗ đỏ hết, tủ gỗ này. Máy lạnh này. Đây một dàn cánh cửa ra ban công phía trước. Bộ bàn ghế này là bộ bàn ghế số 2, số 3 gì đó quý vị. Nhà này toàn đồ cổ không quý vị nhá. Nhà đậu. Được. Cái này là gì nhỉ? Sân phơi quý vị nhá. Khu vực sân phơi rất là rộng. Thoải mái luôn. Đấy, ban công phía sau luôn. Vâng, rồi xong rồi. Tôi Nguyễn chỉ quay qua một căn biệt thự như vậy cho cô biết thôi, đúng không ạ? Nằm ngay trung tâm thành phố Di An, tân cổ điển, ngang 10, sâu 20, phun thổ cư luôn. Đấy, sổ hồng trao tay luôn, giấy tờ làm nhanh, chính chủ không qua trung gian. Đấy. Vâng. Và căn nhà này, anh chị chủ nhà báo giá là 18,5 tỷ, quý vị nhá. Và cô, đúng không ạ? Con cũng báo giá luôn, để cho cô biết luôn. 18,5 tỷ tặng full nội thất. Ok, con xin được kết thúc video và chào quý vị khán giả.